Đã hơn 40 năm kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi. Ngày hôm nay, người ta không chỉ tìm hiểu vì sao cuộc chiến đã xảy ra, rằng ai là người thắng, kẻ thua, mà còn rất nhiều câu hỏi khác. Đó là chúng ta học được gì từ cuộc chiến này? Đâu là di sản mà nó để lại cho thế hệ này và mai sau? Phải chăng những quốc gia nhỏ bé chỉ có thể là những quân cờ, là nước vệ tinh, nước chư hầu và luôn phải phó mặc số phận cho kẻ mạnh? Phải chăng trong thế giới đầy biến động, những nước nhỏ luôn bị chi phối, phải hy sinh lợi ích quốc gia, phụ thuộc vào các cường quốc để bảo toàn an nguy? Những nước nhỏ phải làm gì để thoát khỏi vị trí nạn nhân tất yếu trong xung đột giữa các cường quốc? Cơ hội nào để họ tạo ra tác động quan trọng trong mối quan hệ đa chiều? Chỉ có một nền tảng quan trọng nhất. Lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Lợi ích quốc gia dân tộc, đó cũng là mục tiêu cơ bản và nhân tố quyết định cuối cùng trong việc hoạch định chính sách của ngày hôm nay. Nhưng phải làm gì để bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, để sống còn trước sự cọ sát của các nước lớn? Những bài học, những di sản mà thế hệ đi trước đã để lại từ gần nửa thế kỷ vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự cho ngày hôm nay. Chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Ngọn cờ độc lập dân tộc quyết tiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc. Về phong trào cộng sản thế giới, là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em. Đảo Damansky, Liên Xô, ngày 2 tháng 3 năm 1969. Đơn vị biên phòng Xô Viết chốt giữ nơi này bị lính Trung Quốc phục kích. 150 chiến sĩ thương vong. Ngay sau trận phục kích ngày 2 tháng 3 năm 1969, Liên Xô lập tức trả đũa bằng cách pháo kích vào các nơi tập trung quân Trung Quốc tại Mãn Châu và tấn công đảo Damansky bằng bão lửa Katyusha và xe tăng hiện đại nhất. Căng thẳng gia tăng dọc theo biên giới dài hơn 4.380 km, nơi 65 vạn binh sĩ Xô Viết đối đầu với 82 vạn quân Trung Quốc. Mỗi bên đều chuẩn bị cho cuộc đối đầu hạt nhân. Chỉ khi Thủ tướng Liên Xô Alexei Kosygin viếng thăm Bắc Kinh trên đường trở về sau tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội, thì một giải pháp chính trị mới tạm tháo đi ngòi nổ của cuộc chiến tổng lực. Nhưng có một đặc biệt là ngay cả khi căng thẳng Xô Trung đạt tới mức đỉnh điểm, thì những chuyến tàu chở hàng viện trợ cho Việt Nam từ Liên Xô qua Trung Quốc gần như không bị ngưng trệ. Điều gì lý giải cho câu hỏi này? Xuất phát từ tinh thần quốc tế, từ lợi ích của các quốc gia đó, hay do sự cân bằng khéo léo của Việt Nam? Tôi nghĩ là trong cái việc giúp đỡ Việt Nam thì Liên Xô Trung Quốc có một cái điểm chung, đó là nếu mà Việt Nam mà giam chân được Mỹ và làm cho Mỹ suy yếu thì họ có lợi. Trung Quốc cũng thấy cái điều đó và Liên Xô cũng thấy cái điều đó. Tuy là cái lợi này ấy, là cái lợi họ tính toán trong lợi ích chiến lược của từng quốc gia,
Liên Xô và Trung Quốc. Đấy, nhưng mà lại là một cái điểm chung, một cái điểm thống nhất. Đấy, và chính ở cái điểm đó đấy, cho nên là cả Liên Xô và cả Trung Quốc thì từ năm 65 trở đi là đều tích cực ủng hộ và tích cực với Việt Nam. Báo cáo tối mật ngày 30 tháng 9 năm 1968 của CIA về tranh cãi Xô Trung trong việc viện trợ cho Bắc Việt. Mục tiêu viện trợ của Liên Xô cho Bắc Việt là nhằm gây ảnh hưởng đến Hà Nội. Mục tiêu của Trung Quốc cũng tương tự. Tuy nhiên, cả Liên Xô và Trung Quốc đều giới hạn viện trợ cho Việt Nam nhằm tránh xung đột trực tiếp với Mỹ. Moscow và Bắc Kinh thường xuyên đánh giá rủi ro nhằm đề ra mức viện trợ quân sự cho Bắc Việt. Dường như tranh cãi Xô Trung không ảnh hưởng gì nhiều đến khả năng của Hà Nội trong việc duy trì chiến tranh ở phía Nam vĩ tuyến 18. Trong mối quan hệ Mỹ-Trung-Xô, mỗi bên đều muốn đặt mình trong vị trí tốt hơn ở trong tam giác chiến lược và bất kỳ khi nào có thể cố gắng giành giật duy trì lực đòn bẩy trung tâm dựa vào việc lôi kéo một trong hai bên còn đang xung đột. Thực tế là gì? Nước Mỹ rất là tìm cách là né tránh đụng chạm với Trung Quốc. Bởi vậy, vì thực ra tôi nghĩ rằng trong thâm tâm cả Mỹ cả Trung Quốc đều muốn mượn cuộc tranh Việt Nam để tìm một cái nơi gặp gỡ, tìm một cái tiếng nói chung trong cái bối cảnh mà cả Mỹ và Trung Quốc đều có cái mâu thuẫn với Liên Xô. Mỹ xa lầy, bị suy yếu, bị tổn thất ở miền Nam, Việt Nam, thì Liên Xô đã vươn lên trở thành một cái cường quốc và có cái sức mạnh về quân sự, về vũ khí chiến lược ngang bằng với Mỹ. Nói một cái khái quát là trong khi Mỹ xa lầy và suy yếu ở Việt Nam thì các đối thủ của Mỹ lại mạnh lên, và cái điều đó làm cho lợi ích chiến lược của Mỹ trên phạm vi toàn cầu bị tổn hại. Và nếu như cái lợi ích ấy mà lại bị tổn hại thì Mỹ cần phải tính đến chuyện là phải hy sinh cái lợi ích cục bộ để giải quyết những vấn đề toàn cầu của mình. Trên bàn cờ này có thể xây dựng được liên minh từ bất kỳ hai nước nào trong số ba bên, và nếu như một nước nào đó quyết định sai lầm thì rất dễ làm vật thí mạng cho đối tác khi hai bên còn lại liên minh với nhau. Theo tôi hiểu là Trung Quốc muốn là Liên Xô và Mỹ xa lầy ở Việt Nam thì Trung Quốc mới được tự do hoạt động. Tại vì khi các nước lớn đấu tranh với nhau ở đâu đó, Trung Quốc có điều kiện nhiều hơn để mà đầu cơ trên vấn đề này và để mà được hưởng một số điều như là đầu tư nước ngoài hay là người ta cho phép xuất khẩu sang nước ngoài cái hàng sản xuất ở Trung Quốc. Nghĩa là Trung Quốc về mặt này rất là khéo léo. Lúc đầu ấy, chúng ta biết là Trung Quốc chống cái hòa hoãn Xô Mỹ. Thế rồi là đến cái giai đoạn mà từ năm 1972 đó thì Mỹ và Trung Quốc bắt đầu hòa hoãn với nhau, hợp lực với nhau để chống Liên Xô, thì lại quay ra là Liên Xô lại về phá cái hòa hoãn Trung Mỹ. Đấy. Và trong cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam ấy thì Mỹ rất là ngại trong cái chuyện nếu Liên Xô và Trung Quốc mà lại hợp lực với nhau để giúp Việt Nam, cho nên là Mỹ lại đi phá hòa hoãn Xô Trung. Tức là ba cái nước này thì không bao giờ muốn hai nước kia nhập vào một cục để chống lại mình. Thông qua việc giúp đỡ Việt Nam, Trung Quốc một mặt muốn chứng tỏ mình là nước xã hội chủ nghĩa đích thực trong cuộc xung đột với Liên Xô, mặt khác muốn khẳng định vị trí tiên phong và lãnh đạo của mình trong phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc thế giới thứ ba. Trung Quốc có lợi. Có lợi chỗ nào? Một là họ đóng cái vai là người giúp đỡ Việt Nam, thì cái uy tín quốc tế của họ lên rất cao. Cái thứ hai đó là họ đẩy được cái nguy cơ sát biên giới. Tức là gì? Chiến tranh ở phía phía Bắc này. Đấy. Và nhất là sau khi mà sau Geneva rồi đó, là họ đẩy về phía Nam vĩ tuyến 17 rồi. Mỹ rất sợ Trung Quốc động binh, cho nên Mỹ cũng không dám động vào cái phía giáp với biên giới của Trung Quốc. Cho nên Mỹ vừa đánh vừa thăm dò. Còn Liên Xô, với tư cách là thành trì phe xã hội chủ nghĩa, không thể không quan hệ với Việt Nam, giúp Việt Nam kháng chiến chống lại kẻ thù chung.
Tuy nhiên, Liên Xô không thể vì Việt Nam mà hy sinh mục tiêu chiến lược toàn cầu của mình là hòa dịu và có sự cân bằng quyền lực với Mỹ. Trong khi vẫn sẵn sàng đáp ứng tất cả nhu cầu cần thiết của Việt Nam nhằm chống lại sự tấn công của Mỹ. Càng về cuối cuộc chiến, sự giúp đỡ của Liên Xô càng tăng. Mặc dù vậy, người anh cả vẫn muốn Việt Nam thực hiện đàm phán với Mỹ để chấm dứt cuộc chiến hơn là tiếp tục cuộc xung đột này. Nhưng cuộc chiến Việt Nam không chỉ định hình bởi tam giác duy nhất Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc. Nó còn bị chi phối bởi một quan hệ tam giác khác nữa giữa Việt Nam, Liên Xô và Trung Quốc. Xét về mặt tương quan lực lượng giữa ba chủ thể, rõ ràng Việt Nam là một quốc gia không có sức mạnh ngang bằng với hai cường quốc kia. Nhưng bù vào đó, Việt Nam lại có một vai trò và vị trí đặc biệt mà cả Liên Xô, Trung Quốc đều muốn tranh thủ, để họ có thể tăng thêm sức mạnh trong so sánh lực lượng với nhau và với Mỹ. Tôi nghĩ là mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc ở thập niên 50-60, đây là thất bại lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Liên Xô và Trung Quốc. Tại vì hồi đó, hai quốc gia này có cơ hội để giải phóng cả lục địa Âu Á, nhưng mà không đặt mục đích cá nhân cao hơn mục đích chung. Cái việc các nước mất đoàn kết nhưng mà lại vẫn phải ủng hộ Việt Nam thì đây là một cái thành công rất lớn của Việt Nam. Và cái bài học mà Việt Nam rút ra lúc bây giờ ấy, là không đứng về Liên Xô chống Trung Quốc, và ngược lại cũng không đứng về phía Trung Quốc chống Liên Xô. Vấn đề còn lại là chúng ta làm thế nào để khôn khéo trong cái bối cảnh đó, để khai thác hai cái đó, để không biến cái sự xung đột giữa Liên Xô và Trung Quốc nó ảnh hưởng đến Việt Nam. Có nhiều dẫn chứng cho thấy cả Moscow và Bắc Kinh đều sử dụng chính sách đối với chiến tranh Việt Nam để chỉ trích lẫn nhau. Mỗi bên đều tìm cách chỉ trích bên còn lại đã không viện trợ đủ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dường như cả hai cũng tìm cách sử dụng viện trợ cho Việt Nam để cải thiện vị thế tương đối của mình và thao túng Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu riêng. Để giải quyết mâu thuẫn giữa ba bên Việt Nam, Liên Xô, Trung Quốc chỉ có hai cách. Một, hoặc là muốn đánh thắng Mỹ thì phải cắt đứt quan hệ với Liên Xô. Hai, hoặc là muốn thỏa hiệp với Mỹ, dùng viện trợ của Trung Quốc đánh Mỹ để đạt mong muốn đàm phán hòa bình với Mỹ, thì sự viện trợ của Trung Quốc sẽ mất hết ý nghĩa của nó. Nhưng mà với điều kiện như thế thì không phải là viện trợ. Nếu như đưa ra điều kiện chính trị thì không phải là viện trợ nữa. Ở đây mỗi một cái lực lượng tham gia vào đấy một đều có cái lợi ích riêng cả. Chúng ta chỉ có cách làm thế nào để mà hạn chế tối thiểu những cái mất mát của chúng ta và khai thác tối đa cái lợi thế họ mang lại chúng ta mà thôi. Là Đảng ta rất sáng suốt. Bởi vì thế này, Trung Quốc ở gần ta, họ có thể giúp ta rất nhiều về lương thực, về hậu cần. Trên thực tế họ giúp như thế. Nhưng mà ta phải đoàn kết với Liên Xô là vì cái vị thế quốc tế của Liên Xô lớn, nhưng đồng thời kỹ thuật quân sự của Liên Xô mới có khả năng chống chọi được với kỹ thuật quân sự của Mỹ. Nếu mà chỉ Liên Xô không ấy thì những cái nhu cầu thường xuyên của chúng ta trên chiến trường thì cũng không được đáp ứng. Trên đó là một cái đường lối hoàn toàn đúng, hết sức đúng. Việt Nam đã sử dụng chính sách ngoại giao cây tre lôi kéo cả hai siêu cường vào cuộc chiến, cùng giúp đỡ, cùng được hoan nghênh, nhưng không đánh mất mục tiêu của mình ở Đông Dương. Đây thực sự không phải là một cuộc chơi dễ dàng, vì nhiều thời điểm Việt Nam cảm thấy mình không có nhiều lựa chọn trong quan hệ với hai người anh lớn. Bắc Kinh, ngày 13 tháng 4 năm 1966. Trong cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam và Trung Quốc, khi mà mâu thuẫn Xô Trung đang ở thời điểm căng thẳng nhất, trả lời những chất vấn của Đặng Tiểu Bình về thái độ của Việt Nam đối với Trung Quốc, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam không chỉ tồn tại trong cuộc đấu tranh chống Mỹ mà còn lâu dài về sau. Dù Trung Quốc giúp chúng tôi ít, chúng tôi vẫn giữ quan hệ chặt chẽ, vì đó là điều đảm bảo cho sự sinh tồn của cả dân tộc chúng tôi. Tháng 11 năm 1971, khi những trận oanh kích của không quân Mỹ vào miền Bắc Việt Nam liên tiếp diễn ra, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kissinger thăm Trung Quốc lần thứ hai.
bàn cờ chính trị thế giới sắp diễn ra những thay đổi ghê gớm khi Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau. Nửa đầu năm 72, khi mà Nixon đến Trung Quốc, Nixon đến Moscow đó, thì đó là lúc chúng ta gặp khó khăn rất nhiều. Và Kissinger đã rất là hoan hỷ, nói là như thế này đó, là những đồng minh của Hà Nội đã đứng về phía ta rồi, thì Hà Nội chỉ còn có cách là đầu hàng thôi. Khi những tấm bài nhỏ không còn tác dụng và lợi ích dài hạn trở nên quan trọng nhất, các cường quốc sẵn sàng hy sinh đồng minh yếu của mình. Vị thế quốc gia nằm trong đối đầu của cường quốc có thể chuyển hóa mâu thuẫn giữa họ thành lợi ích của mình. Việt Nam là một nạn nhân của thỏa hiệp chính trị tại hội nghị Geneva. Khả năng mặc cả của Việt Nam rất hạn chế trước những lợi ích của Liên Xô và Trung Quốc. Họ nghĩ rằng nếu một hiệp định bất lợi quá cho Pháp, sẽ dẫn đến việc chính quyền cánh tả ở Paris sụp đổ và Pháp sẽ hoàn toàn rơi vào quỹ đạo của Mỹ. Trong khi đó, sau hiệp định đình chiến ở Triều Tiên, Trung Quốc muốn xung đột chấm dứt ở biên giới phía Nam nhằm tạo sự ổn định để tập trung phát triển kinh tế. Đặt trong bối cảnh chung của Đông Á lúc bấy giờ, thì các nước có nhiều lợi ích khác nhau, trong khi Việt Nam không có đủ vị thế để có được mọi thứ như mong muốn. Và niềm tin rằng Hiệp định Geneva sẽ được tuân thủ là không có cơ sở. Cả Bắc Kinh và Moscow chẳng quan tâm đến việc tổng tuyển cử đâu. Nixon đến Bắc Kinh. Và ở đây có sự trao đổi mua bán bí mật giữa vấn đề Đài Loan và vấn đề Nam Việt Nam. Tháng 5 thì là Nixon đến Moscow. Thì cái tình hình đó là tình hình rất bất lợi đối với ta. Nhưng mà chính trong thời kỳ này là từ đầu năm chúng ta mở cái cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 72 đấy, rất là quyết liệt. Đồng thời ta thấy một bước đi rất khéo là gì, đến tháng 10 năm đó ta có một bước nhân nhượng tại Hội nghị Paris. Tháng 2 năm 1972, Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng đã đưa ra đề nghị Mao Trạch Đông hủy bỏ chuyến thăm của Nixon tới Trung Quốc. Dĩ nhiên, lời đề nghị đó đã không được chấp nhận. Tổng thống Nixon đã chính thức đi thăm Trung Quốc. Khi Trung Quốc thông báo với Việt Nam rằng vấn đề Việt Nam có thể sẽ được thảo luận trong chuyến thăm của Nixon, phía Việt Nam đã phản ứng khá gay gắt. Việt Nam là đất nước của chúng tôi. Các đồng chí không có quyền thảo luận với Mỹ về vấn đề Việt Nam. Những nước nhỏ cũng có thể thoát ra khỏi vị trí nạn nhân tất yếu trong cuộc xung đột giữa các cường quốc. Nếu họ biết cách tận dụng cơ hội, họ có thể tận dụng xung đột giữa các cường quốc để thu về lợi ích của mình tối đa, qua đó tạo ra tác động đáng kể trong mối quan hệ đa chiều. Việt Nam muốn độc lập, chứ không muốn trở thành một bên ủng hộ Liên Xô hay một bên ủng hộ Trung Quốc. Biện pháp có thể linh hoạt lúc này, lúc khác, song mục tiêu độc lập là luôn kiên định. Để tranh thủ cả Liên Xô và Trung Quốc, Hà Nội nói với Bắc Kinh và Moscow rằng vì lợi ích của khối xã hội chủ nghĩa, họ phải có nghĩa vụ ủng hộ Việt Nam trên tiền tuyến chống chủ nghĩa đế quốc. Tôi mong rằng đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình. Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhạo. Đó là tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là minh chứng rõ nhất thể hiện sự chủ động của Việt Nam trước các cường quốc. Tư tưởng đó được định hình bằng chiến lược vừa đánh vừa đảm, khởi đầu từ giai đoạn năm 1967-1968 với sự đóng góp của những nhà lãnh đạo kiệt xuất. Theo đó, nếu phải đàm phán, Việt Nam chủ yếu đàm phán để tạo ra khuôn khổ cho một cuộc tổng tiến công. Phương châm của chúng ta là thắng lợi từng bước để tiến đến thắng lợi hoàn toàn theo cái phương cách mà chúng ta thường nói
là dĩ bất biên, ứng vạn biên. Tức là sao? Tức là đi từng bước để đến thắng lợi cuối cùng. Do đó mà chúng ta đánh dừng thắng lợi quân sự để giành một cái kết quả đàm phán về ngoại giao phù hợp với cái mục tiêu của ta. Đây là một sự rất là độc đáo ở trong lịch sử cả Việt Nam và thế giới. Sau cái trận Điện Biên Phủ mặt đất thì có Hiệp định Geneva, và sau Điện Biên Phủ trên không là có cái Hiệp định Paris. Đây là một sự trùng lập kỳ tác của lịch sử, vì rằng trên thế giới chưa bao giờ có cái này. Và cái này nó chứng minh là gì? Nó chứng minh rằng cái việc mà dùng quân sự kết hợp với ngoại giao, ngoại giao kết hợp với quân sự, đó là một cái cách làm đầu tiên mới có trong lịch sử, cả trong lịch sử Việt Nam lẫn trong lịch sử thế giới. Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, hồ sơ tối mật số 0937 tháng 4 năm 1974, báo cáo đánh giá về Lê Duẩn và thời kỳ hậu Hồ Chí Minh. Trên thực tế, chính chiến lược đã giúp Bắc Việt chiến thắng Pháp, được gọi là chiến lược vừa đánh vừa đàm. Vì nhiều lý do khác nhau, chiến lược lập tức bị Bắc Kinh và Moscow phản đối. Việt Nam phải đối đầu với cả hai đồng minh khi chỉ muốn Hà Nội kéo dài thời gian chiến tranh mãi mãi để làm suy yếu quân Mỹ, qua đó loại bỏ mọi khả năng đàm phán trong tương lai. Trong bài phát biểu công khai vào tháng 8 năm 1966, các nhà lãnh đạo đảng đã phản biện những nguyên tắc cơ bản của Mao về chiến tranh. Những nguyên tắc đã được làm rõ trong bài viết của Lâm Bưu, dường như để phục vụ lợi ích Việt Nam. Việt Nam đã lật ngược lại hai quan điểm của Mao: giữ thế phòng thủ khi địch mạnh hơn và cần tránh mất mát khi lấy yếu đối mạnh. Họ cho rằng Cộng sản Việt Nam đã và đang ở thế tiến công trong suốt cuộc chiến và đã sáng tạo ra những phương thức mới để họ có thể chiến thắng quân địch mạnh hơn bằng một lực lượng yếu hơn với tỷ lệ 1:10 hoặc hơn thế. Thực tế cho thấy chỉ có thể giải quyết chiến tranh bằng vũ lực chứ không phải trên bàn hội nghị. Để có thể chủ động đàm phán, Việt Nam phải tăng cường đấu tranh quân sự. Khi biết tin rằng đàm phán sắp sửa diễn ra, trên chiến trường phải tấn công kẻ địch mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta chỉ tiến hành đàm phán trên thế mạnh và chống lại ảo tưởng hòa bình bằng mọi giá. Chiến lược này sẽ củng cố địa vị phù hợp của Việt Nam so với Mỹ và duy trì vị thế trung tâm của Việt Nam với Liên Xô và Trung Quốc. Tuy nhiên, bằng chiến lược vừa đánh vừa đàm, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã khéo léo sử dụng lực đòn bẩy và bảo vệ lợi ích của mình tối đa thay vì rơi vào cạm bẫy ý thức hệ. Vì chúng ta hiểu rằng, ở bất kỳ thời đại nào, ở bất kỳ đất nước và thể chế nào, bảo vệ lợi ích quốc gia cũng được xem là nguyên tắc bất di bất dịch. Trong tình hình của chúng ta, có lẽ không đợi phải giành được thắng lợi một cách căn bản rồi mới đàm, mà đến một lúc nào đó, trong những điều kiện nhất định, sẽ có thể vừa đánh vừa đàm nhằm hạn chế những hành động quân sự của đối phương, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi hơn nữa trên thế giới, và cũng để giấu bớt ý đồ chiến lược của chúng ta. Vấn đề hiện nay là phải có thời cơ thuận lợi. Thời cơ đó là những thắng lợi to lớn và giòn giả hơn nữa của chúng ta trên chiến trường, là tình thế khốn quẫn hơn nữa, ý chí xâm lược của chúng bị giảm sút hơn nữa. Thời cơ đó cũng còn là sự nhất trí về quan điểm đánh và đàm trong các đảng, các nước xã hội chủ nghĩa anh em nữa. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc chiến tranh để mà giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất Tổ quốc trên 10 năm nay. Có thể là một cuộc chiến tranh rất là gay go và nhiều thử thách. Cũng có thể nói là một cuộc chiến tranh ác liệt nhất trong cái phong trào giải phóng dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Bao nhiêu xương máu của các chiến sĩ, của các đồng chí chúng tôi và nhân dân chúng tôi đã chiến đấu rất là dũng cảm và đầy hy sinh trong trên 10 năm qua. Ngày nay chúng tôi đã ký kết được một cái bản hiệp định Mỹ phải tôn trọng cái độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam và tôn trọng cái quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam. Đó là một cái thắng lợi rất lớn của nhân dân Việt Nam chúng tôi. Đó là đánh dấu
một cái thắng lợi lịch sử trong cái lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân chúng tôi hàng bao nhiêu thế kỷ nay. Lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông. Đó là nghệ thuật chiến tranh nhân dân tạo ra và phát huy sức mạnh tổng hợp để giành chiến thắng. Ngày hôm nay, ta có thể khẳng định rằng nếu không có cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, sẽ không thể nào lung lay ý đồ của phía Mỹ. Có thể buộc chính quyền Mỹ phải cam kết xuống thang chiến tranh đi vào đàm phán. Hiệp định Paris thực chất là sự đối đầu trực diện giữa Việt Nam và Mỹ trên mặt trận ngoại giao, giữa người thắng và kẻ thua, không để những bên khác trực tiếp chi phối can thiệp. Đó không phải là một văn bản hòa đàm đơn thuần, mà đã thực sự khẳng định Mỹ đã thua và Mỹ cùng các nước khác phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Sâu xa hơn, Hiệp định Paris còn là chốt chặn mọi âm mưu can thiệp trở lại của Mỹ khi toàn quân, toàn dân ta tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Rõ ràng các nhà lãnh đạo Việt Nam đã hết sức khôn khéo, kiến thiết đại cục để các nước lớn sẽ không thể một lần nữa kéo Việt Nam vào một thỏa thuận đình chiến, một hiệp định phân vùng ảnh hưởng, ví như bóng dáng của một Geneva thứ hai. Bài học về tạo thế chiến lược vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự. Chúng ta chiến đấu và chiến thắng không phải là để tạo điều kiện thuận lợi cho các nước lớn thỏa hiệp với nhau, mà để giành độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ vì một nền hòa bình bền vững. Chiến thắng đó dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải đạt được, vì không có gì quý hơn độc lập, tự do. Vietnam had not only disastrous effects on the social. Theo tôi, chiến tranh Việt Nam không chỉ để lại hậu quả nghiêm trọng với cấu trúc và sự đoàn kết của xã hội Mỹ, mà còn kéo lùi chính sách ngoại giao của chúng tôi, chứ không tăng cường vị thế Mỹ, điều mà dường như các đồng nghiệp của tôi quan tâm tới. Theo tôi, cuộc chiến này là thảm họa vì nó khiến người ta nghĩ là Hoa Kỳ liều lĩnh. Vì sao Việt Nam không phải vệ tinh, không phải chư hầu và càng không là một con tốt trên bàn cờ? Nhưng bù vào đó, Việt Nam có một quyền lực mềm đáng kể mà ít có quốc gia nào có được. Đó là nền văn hóa lâu đời, là truyền thống chống giặc ngoại xâm và không chịu khuất phục trước các thế lực bên ngoài muốn áp đặt ý muốn của họ. Tại sao Việt Nam thắng? Thì Việt Nam thắng cả những ý đồ không trong sáng, những ý đồ có ý trục lợi của những nước lớn trên cái cuộc chiến chiến này. Đó là một trong những cái mà tôi cho rằng nó còn mang tính thời sự đến tận bây giờ. Việt Nam nhận được hỗ trợ quân sự từ Trung Quốc và Nga. Điều đó đúng. Nhưng nếu Việt Nam không có ý chí mạnh mẽ, thì dẫu có hỗ trợ quân sự hàng loạt, cũng chẳng có ý nghĩa hay hiệu quả gì. Người ta khó có thể hình dung một thế giới mà ở đó lợi ích các quốc gia lại có thể hài hòa một cách hoàn toàn. Mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải biết rằng lợi ích không giống nhau là bình thường, khác biệt là không tránh khỏi. Biết thế để bình tĩnh đối phó, không chủ quan nóng vội, nhưng cũng không để cảm tính chi phối. Nên dùng cái lịch sử để soi sáng ngày hôm nay, để hiểu rằng ngày hôm nay chúng ta phải làm gì, phải ứng xử thế nào, phải đi bước tiếp thế nào để cái con đường mà gìn giữ độc lập dân tộc nó trở thành vĩnh cửu. Bài học lớn nhất là trong quan hệ với các nước, tuyệt đối phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Đây là nguyên tắc bất di, bất dịch. Lợi ích quốc gia là mục tiêu cơ bản và là nhân tố quyết định cuối cùng trong việc hoạch định chính sách. Những nhu cầu sống còn của một quốc gia, đó là tự bảo vệ, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quân sự và sự thịnh vượng kinh tế. Với vị trí nằm trên trục đường hàng hải nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, là cửa ngõ vào Đông Nam Á, là cầu nối giữa Đông Á và Đông Nam Á, Việt Nam thực sự luôn nằm trong tầm ngắm của các nước lớn. Nhìn về tương lai, vẫn thấy rõ ràng Việt Nam luôn nắm vị trí địa chiến lược quan trọng,
là thế mạnh cần phải gìn giữ để tạo thế cân bằng chiến lược trong các mối quan hệ quốc tế. Để bảo vệ Tổ quốc từ xa, phải kiên trì chính sách xuyên suốt, đó là kiên định độc lập, tự chủ, không ngừng nâng cao nội lực, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại một cách linh hoạt, nhất quán ủng hộ thể chế đa phương và luật pháp quốc tế. Lợi ích quốc gia là trên hết và tương lai đang ở phía trước.